Hello, xin chào tất cả các bạn. Video này mình sẽ cập nhật cho bạn một tin cực kỳ là vui nhé. Cực kỳ là vui. Và trước khi vào hướng dẫn thì mình cũng sẽ cập nhật cho bạn một số chi tiết và hướng dẫn các bạn cách tham gia một số Aerobe và cũng như là cập nhật cho bạn một số thông tin về chương trình mình tặng quà tinh thần. Nha thì trước tiên thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách về chiến dịch của mình nhé. Thì hiện tại thì cách đây cũng một vài video gần đây thì mình cũng có nói với tất cả những cái bạn đã xem video rồi, thì những bạn mới thì các bạn cố gắng xem lại nhé, hoặc là bây giờ mình sẽ chia sẻ các bạn luôn. Thì mỗi nhiệm vụ nha, mình có để đường link dưới phần mô tả video thì các bạn hoàn thành nhé. Khi các bạn hoàn thành chơi cái đường link của kênh thì các bạn sẽ nhận được là một khoản một số lượng cái token của coi vị nhé, coi vị đó là vị exchange. Rồi thì thứ nhất thì để nói để các bạn tránh tránh nhé, tránh thứ nhất là các bạn nhận vào phần mô tả video này, khi bạn tham gia ấy, thì ở đây mình có nói rõ thì hôm nay có 3 nhiệm vụ, mỗi nhiệm vụ các bạn sẽ nhận được 10.000 token vị đấy. Thì ở đây có 1 2 3 đúng không? Thì các bạn đi, thứ nhất là các bạn tránh cho mình là các bạn đừng có lợi dụng cái mình tặng token mà các bạn làm đi làm lại trên một tài khoản, làm như vậy là cái tài khoản của mình sẽ bị chết, là mình sẽ không check được những cái bạn nào đã tham gia trên kênh của mình, trên đường link của mình. Nên là mình những cái tài khoản nào mà mình đã bị chết rồi thì mình sẽ không trả token đâu, các bạn lưu lại cho mình nhé. Đấy, và các bạn đi cho mình như cái con của Basic này, của con này. Thì cái video đầu tiên thì mình có làm nhiều bạn cứ lợi dụng là thay mình tặng token là làm đi làm lại một cái ID, nên là tài khoản bây giờ mình bị lỗi, nó không cho mình vào cái trang của nó nữa. Đấy, nên là các bạn cân nhắc cho mình. Thì cây này là mình cũng giúp các bạn, nhưng mà quay lại các bạn không hiểu cho mình, các bạn cứ farm cái kiểu trùng ID ấy, thì coi như là mình coi như là mất mất cái giá nó luôn, là mình cũng hơi buồn đấy. Nhưng mà không sao, không sao nha, cái đó là tùy của các bạn. Thì việc tặng token là mình của việc mình tặng cho các bạn thôi, còn các bạn làm tốt cho mình thì các bạn đừng có làm như vậy nhé, đừng có làm như vậy. Rồi thì hiện tại là còn một cái vấn đề nữa, thì những cái video nào các bạn mình đã làm rồi nhé, các bạn ấy cho mình này. Thì mỗi video nhá thì mình sẽ có một cái sự kiện tặng token, nhưng mà chỉ trong vòng tối đa là một ngày thôi. Ví dụ là tạm tội ngày hôm nay mình đăng video lên, nhưng mà sẽ sự kiện sẽ kéo dài đến tối ngày mai, thì trong đội ngày mai mình sẽ đăng video khác lên, coi như là cái video mới nhất là được hưởng nhá, được hưởng các bạn được có thể là kiếm được cái đồng token trên cái video mới nhất thôi. Còn những cái video cũ hẳn như là video của một ngày trước này, 2 ngày trước này, là các bạn nên các bạn xem lại nhé, xem lại. Và tốt nhất là các bạn nên xem video mới nhất của mình, tại vì những cái video nào mới nhất thì mình có để đường link dưới phần mô tả, những cái mình đã nói rõ ràng, những cái nhiệm vụ nào được tặng token thì mình có ghi là 1 2 3 gì đó, các bạn hoàn thành. Các bạn chụp ảnh màn hình lại cho mình. Ok, các bạn chụp ảnh màn hình lại cho mình rồi các bạn đây. Đấy nhá, các bạn chụp ảnh màn hình lại cho mình rồi các bạn, đây là cái đường link Telegram của mình, các bạn nhấn vào và các bạn tìm đến đó là tôm kanji nhá, các bạn ghi là a còng tôm, nó sẽ hiện là tôm kanji. Đây là mình là admin của nhóm này. Thì các bạn inbox riêng cho mình nhé, các bạn gửi cái hình ảnh các bạn đã tham gia những cái dự án nào, các bạn chụp ảnh màn hình lại, coi như là chụp ảnh bằng chứng ấy, chụp ảnh màn hình để làm bằng chứng, các bạn gửi cho mình. Rồi khi mình đã check thành công thì mình sẽ xác nhận các bạn đã tham gia chữ link của mình, thì mình sẽ tặng cho mỗi dự án các bạn hoàn thành là khoảng từ 5.000 đến 30.000, có thể là đến 50.000 token tùy theo mỗi dự án nhé. Thì thấp nhất là 5.000 và bình quân là 10.000 đến 20.000, và cao nhất có thể là đạt tới 50.000 đến 100.000 cái đồng token đó. Nên là các bạn cố gắng nhé. Và mình sẽ thanh toán vào cuối tuần, chứ mình không thanh toán ngày nào mình không thanh toán được, tại vì cái phí mình chuyển đi chuyển lại thật sự là, thứ nhất là vừa mất thời gian, thứ hai nữa là tốn phí của mình. Nên là mình sẽ thanh toán vào cuối tuần. Nên là các bạn là hoàn thành nhiệm vụ nào các bạn gửi lên đó, rồi cuối tuần các bạn xem xét, mình sẽ cập nhật lại và mình sẽ gửi tiền một lần. Ok rồi, thì đó là vấn đề thứ hai mình muốn nhắc cho tất cả các bạn đấy. Thì để mà các bạn không trượt những cái kèo nào của mình thì các bạn cố gắng đăng ký kênh và bấm chuông thông báo nhé, bấm chuông thông báo khi có tin, khi có cập nhật video mới đấy, cũng coi như là ủng hộ mình. Ngoài ra các bạn xem video cố gắng cho mình xin một like, ok, cho mình xin một like để cho kênh phát triển hơn. Thì sau này kênh phát triển hơn, ví dụ sau này mà mình có những cái kèo nào mình ví dụ mình có những cái kèo IDO hoặc là những cái kèo whitelist mình trúng thì mình sẽ tách ra phần trăm, mình sẽ mua cái đồng token ví này, mình mua số lượng lớn đấy, coi như là mình sẽ hao với các bạn,
mình mua xong mình sẽ phát lại cho các bạn những cái bạn nào là tham gia làm làm nhiệm vụ giữa link của kênh, thì coi như là mình sẽ tặng lại cái đồng token đó cho những cái bạn đó, và mình cùng muốn là mình và các bạn cùng hao con này, hao cái đồng token của exchange, vì mình đánh giá đây là một cái token cũng khá là ngon đấy, đó như là vừa hợp với những cái gọi là cái cổng thanh toán đối với kênh của mình đó. Thì các bạn có thể là các bạn có số lượng nhiều, các bạn có thể lên bán cái swap hoặc là lên bốn bốn coin đấy, bốn coin giáp, thì các bạn có thể là bán nó ra hoặc là các bạn cũng có thể là hao cùng chung với mình rồi. Và cập nhật hôm nay nhé, hôm nay là cái sàn của Snap S, thì bạn nào mà vì mấy video trước mình có hướng dẫn các bạn là tham gia vào Snap S, thì hôm nay mình xin chúc mừng nhé những bạn nào đã tham gia theo đường link của mình và theo hướng dẫn của mình, thì các bạn đã nhận được 18 đô nhé, đây là các bạn xem nhá, các bạn được nhận được 18 đô. Thì nếu là bạn mới nhé, thì cùng nhờ đây là một cái sự kiện mình cùng tặng token, thì bạn nào là bạn mới nhé, những cái từ ngày 16 trở đi này đấy, từ ngày 16 trở đi bạn nào là bạn mới tham gia từ ngày 16 trở đi là mình sẽ tặng cho mỗi tài khoản đăng ký, mỗi tài khoản là khoảng tầm 10.000 cái đồng token của token vị nhé. Thì để tham gia thì các bạn tham gia và xác minh thì nó cũng dễ thôi, nó cũng nhanh, nó không chỉ là khó được cả đây, các bạn nhấn vào xác minh này đấy, các bạn xác minh thì các bạn xác minh sơ sài đơn giản thế này thôi, có nhập số ID rồi các kiểu tào lao thế này thôi là xong, cũng không có gì là quá lâu, cũng không có gì là khó khăn, nên các bạn cố gắng. Ngoài ra các bạn tham gia nhé, đây Snap này, thì khi các bạn tham gia thì mỗi ngày nhé, mỗi ngày các bạn sẽ lát thì mình sẽ chỉ xong. Còn đây các bạn đăng ký, các bạn sẽ nhận được 100 Snap, rồi xác minh thành công các bạn sẽ nhận được 100 Snap, ngoài ra các bạn liên kết với số điện thoại các bạn sẽ cũng nhận được 100 Snap đấy. Quà này là quà tặng trên Telegram, thì các bạn có thể tìm hiểu thêm, cái này mình không có làm. Ok rồi, thì ngoài ra nhiệm vụ cao điểm nhất ở đây đó chính là khi các bạn giới thiệu ba người bạn nhé, các bạn giới thiệu ba người bạn các bạn sẽ nhận được là 1.000 Snap, với cộng thêm đó chính là phần trăm của mỗi người giao dịch đấy. Nên là bây giờ mình cũng mong các bạn cố gắng xem kỹ video này, thì mình sẽ giúp các bạn cách kiếm tiền từ cây sàn Snap này, và sàn này được cái gì nhỉ, nhiều khi chỗ này hay mất trí nhớ, đối tác, đúng rồi, đối tác, cái sàn này được đối tác rất nhiều kênh ở Việt Nam như là Tradercoin và đầu tư tiền tử, cũng như là một số kênh khác đấy, và mình đánh giá đây là một cái dự án cực kỳ là ngon. Và thứ hai nữa nhá, cái đồng token này này thì giá trị hiện tại là chưa có giá trị, nhưng mà nó đã ước tính là 10 đồng cái 10 cái đồng token này tương đương là khoảng 2 đô. Khi các bạn đủ, nhưng các bạn mà bạn ra để đổi sang đô ấy, thì các bạn sẽ mất là 1/10, nên là hiện tại là nó, tại vì nó chưa cho phép giao dịch nên là cũng gọi là chưa được có giá, nên là nó cực kỳ là mất giá, nên là các bạn cố gắng không cần phải đổi cái đồng sang đồng 100 đô này đâu, các bạn hao cho mình. Thì cái đồng Snap này nó hao là có rất nhiều đặc điểm, thì tại mình cũng xem AMA từ cái kênh sàn này rồi, thì mình cũng có hiểu về vấn đề sàn này một chút. Thì sau này nhá, những bản nào mà nắm giữ cái đồng Snap này sau này thì nó sẽ, ví dụ nó sẽ giống như là những cái sàn khác, nó sẽ như là Lopat hoặc gì đó, thì những bản nào mà nắm giữ cái đồng token này thì nó sẽ cho các bạn mua giống như mua IDO ấy đấy, thì trong tương lai thôi, trong tương lai nó sẽ làm như vậy rồi. Thì ngoài ra thì các bạn cố gắng bật cái nút này lên cho mình này. Đây các bạn nhá, đấy bật cái nút này lên cho mình. Thì khi các bạn mà giao dịch trên này á, cái sàn này là giao dịch long short có nghĩa là các bạn kiếm tiền lợi nhuận trên vấn đề như là thị trường tăng các bạn cũng có thể kiếm được tiền, hoặc là thị trường xuống các bạn cũng có thể là kiếm được tiền đấy. Rồi các bạn bật lên để các bạn sử dụng cái đồng này để làm phí giao dịch cực kỳ là rẻ nhá, các bạn sử dụng phí cực kỳ là rẻ luôn. Ngoài ra mỗi ngày các bạn điểm danh các bạn sẽ nhận là 10 snap trị giá là 2 đô la, và các bạn điểm danh trong vòng 7 ngày là các bạn sẽ nhận được là 15, 20, 20, và ngày thứ bảy là ngày 30 snap tương đương là 6 đô la. Ok. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn những bạn nào mới nhé, mà các bạn đăng ký thành công thì các bạn nhận vào phần thưởng nhá, phần thưởng thì các bạn nhận ở đây nhé. Ngoài ra thì các bạn có thể vào phần thưởng này. Đây. Thì các bạn sẽ nhận được là 6 đô. Thì bạn nào mà muốn nhận 10 đô ấy, thì các bạn có thể xem video cách đây của mình này, cái video này này. Đâu rồi? Đấy nhá, 5 ngày trước,
5 ngày trước nhé. Thì cái này nó trả tiền nhanh thôi. Cái đây 5 ngày thì mình có hướng dẫn các bạn, thì các bạn hôm nay check lại là các bạn sẽ có tiền đóng bị rồi nhé. Đây là video này làm hướng dẫn cụ thể. Nên là mình khuyên các bạn xem cái video này. Tại vì bây giờ mình mà xem hướng dẫn trong video này thì cũng không có nhiều thời gian lắm đâu. Đây thì video này là mình có xem thì chụp ảnh như thế này như thế kia để làm sao để nhận được 10 đô, ngoài ra nhận được 6 đô nữa. Đây các bạn cố gắng xem video này cho mình nhá. Rồi. Thì để nhận thêm 6 đô ấy, các bạn nhấn vào cái phần này nhá. Cái phần cái nhóm này này, được gọi là cái Snap của Việt Nam, để cái nhóm cộng đồng của Việt Nam. Rồi, các bạn tìm đến nhé. Đấy các bạn nhấp vào đó thôi, rồi các bạn soạn nó ra. Rồi các bạn mình có để đường link là cái đường link của để nhận 6 đô này này. Đấy. Thì ở đây các bạn là tại vì mình làm rồi mình sẽ hướng dẫn lại thôi nhá. Ở đây thì mình các bạn theo dõi này. Theo dõi các bạn nhận vào đúng không? Tham gia. Đấy, trang đó đã đưa các bạn tới. Đấy, do mình làm rồi là mình không thể làm được nữa. Đấy nha, các bạn tham gia, được các bạn tham gia xong các bạn chụp ảnh màn hình lại cũng như là bằng chứng ấy, chụp ảnh bằng chứng để nhận nhá. Ngoài ra các bạn nhận vào Twitter của nó, các bạn theo dõi, các bạn cũng phải là chụp ảnh màn hình khi các bạn đã theo dõi kênh của nó. Đấy, coi như là các bạn phải đưa ra cái bằng chứng. Ok. Ngoài ra các bạn theo dõi đến Facebook này. Đấy, theo dõi đến Facebook các bạn like, cái này không có theo dõi nhưng các bạn có thể like. Đấy, nó bảo là like thì các bạn like cùng chụp ảnh màn hình lại là bằng chứng. Ok. À, phần thưởng trước 12 giờ trưa thứ tư. Đấy, thì hôm nay mà các bạn mà làm thì ngày mai có thể là các bạn sẽ nhận được tiền rồi. Ok. Các bạn cố gắng làm nhanh tay cho mình nhé, hình như cái này sắp hết sự kiện rồi nên là các bạn cố gắng. Rồi ở đây các bạn là điền tham gia join kênh nào thì các bạn là điền tên của các bạn ở đó nhé, ví dụ account của bạn là gì thì các bạn điền vào. ID Snap X thì ID các bạn nhận cái phần ID này nhé, cái phần tài khoản này các bạn nhập vào tài khoản, các bạn nhận UID này, các bạn cho check cho mình cái này, rồi các bạn gắn vào đây. Ok. Rồi Gmail, các bạn Gmail nào đã đăng ký với sàn các bạn điền vào cho mình. Rồi cái tên thì các bạn dùng tên nào các bạn điền vào, quốc gia như ở Việt Nam các bạn điền ở Việt Nam. Rồi lúc này mình có hướng dẫn các bạn là cách gửi những chụp ảnh những cái hình ảnh đó ấy. Thì ở đây là nó bảo là vui lòng chụp ảnh màn hình tham gia nhóm Tele Snap X Gold này, thì cái dự án cái đầu tiên này này, đây các bạn chụp ảnh đó, các bạn gửi cho mình theo thứ tự. Đấy, chụp ảnh các bạn đã tham gia vào Telegram này, rồi chụp ảnh các bạn gửi cái hình ảnh đã tham gia vào Twitter, theo dõi Twitter của nó này. Rồi các bạn gửi ảnh, các bạn đã like kênh trang Facebook của nó, các bạn gửi. Ok, thì trong vòng một vài ngày các bạn sẽ nhận được một khoản tiền thôi, khoản tiền đó chỉ là 6 đô. Thì khi các bạn đã nữ xong, các bạn làm xong nhá. Đây làm xong thì đây đây là đây phần thưởng. Làm xong thì các bạn nhận vào phần thu nhập là các bạn nhận được 6 đô. Đấy, ngoài ra nhá. Ngoài ra thì khi các bạn đã có 18 đô nó rồi, 18 đô ở đây cho các bạn xem 18 đô đấy nhá. Đây là chi tiết của mình này, 18 đô này. Đấy, các bạn thấy chưa? Thì mình sẽ các bạn thận trọng trong giao dịch nhá. Thì sau này mình sẽ làm ra một cái nhóm hoặc là mình sẽ tìm ra một cái nhóm nào đó để cho các bạn sử dụng chơi, gọi là chơi margin. Cái này để các bạn có thể tăng tài sản cực kỳ là nhiều lần. Thì lát nữa mình sẽ chỉ cho các bạn. Rồi. Nên các bạn cố gắng nhá. Đối với những cái bản mới nên các bạn là không có vốn ấy, các bạn trân trọng những cái tài khoản như thế này. Thì sau này có những bản nhá, từ 18 đô lên 18 đô này, người ta là một người, nếu là một người chuyên margin giỏi á, người ta có thể kiếm được hàng nghìn, đấy hàng chục nghìn đô là bình thường, nhưng người ta không cần bỏ một chút vốn nào. Còn các bạn mà cứ đánh theo cảm tính ấy, thì các bạn sẽ mất sạch nhá. Thì lát nữa mình sẽ chỉ cho các bạn một cái mẹo sau. Rồi tiếp theo thì đây đấy nhá, thì ngoài ra các bạn giao dịch một lần các bạn sẽ được cộng thêm là 300 snap, các bạn có thể vào đây và nhận nhá. Nhận đây là mình chưa giao dịch thôi, tại vì bây giờ mình đã còn trải nghiệm cái sàn này như thế nào, rồi mình sẽ chỉ các bạn sau. Tiếp theo là cái phần thưởng, thì ở đây nhá, thì ở đây các bạn là nhận một snap chiết khấu cho mỗi giao dịch hoàn thành nhiệm vụ nhận 15 USDT bằng snap. Đấy thì các bạn sẽ được thêm 30 15 USDT bằng cái đồng token Snap ấy, thì các bạn tham gia các bạn giao dịch thì các bạn sẽ được ở phần thưởng này. Ngoài ra các bạn đăng nhập này, hàng ngày các bạn sẽ được thêm 2 USDT tương đương là trị giá bằng nhận bằng Snap token. Đó, các bạn thấy chưa? Rồi, và bây giờ mình sẽ thử cho các bạn nhé. Thì ở đây. Đây là margin. Thì hiện tại là nó cho các bạn đây mình có 18 đồng là quỷ nhé. Thì ở đây đánh như thế nào? Thì trước tiên thì ở đây các bạn cố gắng nhé,
cái số tiền này các bạn đừng có vội đổ đồng vội, sau này mình sẽ chỉ các bạn cách kiếm tiền. Các bạn chuyển trang cho phần của mình gọi là cái bản demo đấy, demo là mình có đánh đây. Thì lúc này TRX mình đã lời khá là nhiều, nhưng mà mình cứ để vậy, cứ để vậy nhé. Lúc này này mình lên này, mình mua đây lên đây này, lời khoảng tầm x2 x3 gì đó, nhưng mà mình không có bán. Cho mình làm video bây giờ nó xuống còn âm 21 đồng này, đấy, bị lỗ 21 đồng 23 đồng này. Do mà nếu mà mình mà nếu mà chơi vi tài khoản thật ấy thì mình sẽ chốt từ lúc x2 rồi nhá, x2 rồi. Nhưng không sao, mình cứ để vậy tại vì cái đà này còn tăng nhá, cái đà này còn tăng rồi. Đây là này, TRX này đấy, còn BUSDT thì không mất bao nhiêu, khoảng 0,13 đô. Đây thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đánh, ví dụ các bạn yêu thích nhá. Hiện tại sàn là chưa có cái nhiều cái gì để không có nhiều cái đồng token, nên là mình sẽ đánh một cái gì này các mình xem yêu thích nhá. Bây giờ mình sẽ đánh sang BTC đi chẳng hạn. Ok, đây BTC là có một cây đá xuống đây, có thể nó sẽ về là sắp chạm 61.000 đô và nó sẽ lên. Thì bây giờ mình sẽ đặt nhá, đặt một cây long short ở long đặt một cây long ở đây, tương đương là đây là bản demo nhá, bản tẹt tần tèn cho mình 1.000 đô, nói cho bản 10.000 để test thôi. Thì mình sẽ đặt 2.000 đô đi, 2.000 đô đấy. Rồi đòn 7 là các bạn đòn 7 x5 cho mình, x5 nhá. Tại vì cây này là bản demo nên là phí nó cao, nhưng mà bản chính thức thì phí cực kỳ là thấp nhá, tại vì mình có cái đồng snap mà snap nó giảm phí cho mình rồi. Đó, mình sẽ x10 chẳng hạn nhá, mình sẽ x6 hơi x6 thôi nhá, mình sẽ lấy x6. Bây giờ mình sẽ mua long vui long nhập quỷ à, quên, mình chưa nhập số tiền, số tiền là 2.000 đô nhá, 2.000 đô đấy, 2.000 đô thì giả là mình sẽ mua là mất khoảng 2.600, đây là cái phí nhá, cái phí xác nhận đấy. Rồi đây các bạn có thể xem cái lệnh ở đây, xem cái lệnh mua bạn ở đây nhá, đấy này giảm 10 này, hiện tại đang giảm, nhưng mà mình đánh ngắn hạn ấy thì các bạn đánh xuống thì ok, nhưng mà trong cái đá xuống nó sẽ chạm, nó sẽ giảm cái đá xanh. Nếu các bạn đánh margin là các bạn cố gắng theo đuổi nhọn hay hơn, có những cái lệnh này lệnh kia, nếu các bạn quan tâm thì các bạn muốn nghe lệnh thì các bạn có thể là tham gia nhóm, mình sẽ tạo một cái nhóm để cùng đọc lệnh cho các bạn nha. Tại vì hiện tại mình có tham gia rất nhiều nhóm về margin và future, nhưng mà khi các bạn tham gia các bạn sẽ mất còn một khoản phí, tại vì cái này là mình chơi coi như mình làm để mình coi như mình bỏ chút phí, nhưng mà mình sẽ giúp cộng đồng của mình nhé, kiếm thêm thu nhập thôi. Đây đây là như vậy đấy. Còn bây giờ mình sẽ chuyển sang bản bản chính nhé. Bản chính thì bây giờ mình sẽ bỏ ra khoảng tầm 10 đô đúng không, 10 đô và mình sẽ cho x7 tạo x10 đi, tương đương là 10 đô, thì mình sẽ mất phí là bao nhiêu đấy, là 0,02 đô, tại vì mình sẽ bị trừ, mình có cái đồng snap á, trừ này phí trừ 0,22.5 snap này, các bạn thấy không, đấy phí cực kỳ là rẻ đấy, mình có làm mất như vậy thôi. Nên là các bạn cố gắng khoan là sử dụng cái tài khoản đấy nhé, các bạn để như vậy để sau này có những cái cơ hội tốt thì các bạn mình nhờ các bạn mua, thì các bạn có thể là x5 x10 đấy, đủ tiền các bạn rút ra tiêu thôi đấy. Thì đây là một cái sàn mình đánh giá là cực kỳ là tiềm năng đấy nhá. Rồi ngoài ra thì bạn nào mà chưa đăng ký của sàn Bybit thì Bybit này thì các bạn muốn mình hướng dẫn luôn không? Bybit này thì mình đánh giá cực kỳ là tiềm năng, thì sau này nếu mà hiện tại các bạn muốn ít tiền thì các bạn tốt nhất là làm đăng ký một tài khoản trước rồi làm ai được airdrop thôi đấy. Sau này ví dụ các bạn đã có tiền rồi thì các bạn có thể là sử dụng để mua những cái đồng long pass chẳng hạn như con Gene này, còn một cái nữa đấy, ở đây thì các bạn có thể là đặt cọc cái đồng bit down để các bạn nhận về là cái để các bạn mua được cái đồng token của nó nhá, cái đồng token này nhá, các bạn sẽ mua được cái đồng token này. Nhưng mà để làm airdrop ấy, thì mình cũng có làm một video trước rồi, thì các bạn có thể vào phần là Lapon thì ở đây có một chương trình airdrop này, thì mình đã hướng dẫn cách đây một video trước rồi. Thì ăn chia là 1.700.000 đô đấy. Các bạn một là các bạn đặt cọc bằng cái đồng bit, hoặc là các bạn có thể là hoàn thành những cái sự kiện của nó này nhé. Đấy. Và tương lai mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiếm tiền trên cái sàn này. Nên là bạn nào chưa có nhé, chưa có thì các bạn có thể đăng ký. Thì mình cùng ủng hộ nhá.
mình cũng hỗ trợ cho những bạn nào mà đăng ký cho đường link của mình thì hôm nay là ngày 16 trở đi nhé. Thì bạn nào đăng ký thứ nhất là cái sàn Bybit, thứ hai nữa là cái sàn của Snap này. Thì bạn nào đăng ký cho đường link của mình thì mình sẽ tặng cho mỗi bạn là 10.000 cái đồng token XNB nhé. Ngoài ra mình còn sẽ tặng cho bạn một cái dự án này, một cái dự án này mình vẫn còn chương trình thì mình có hướng dẫn trong phần mô tả video cụ thể rồi, các bạn có thể là theo cái phần mô tả video các bạn hoàn thành nhiệm vụ nhé. Thì ở đây thì các bạn có thể là mình đang làm cái kèo này tại vì mình đang sàn IDO con này, thì bạn nào mà tham gia chơi link của mình con này nhá, các bạn tham gia xong này, các bạn tham gia xong các bạn phải hoàn thành nhiệm vụ xác minh ở đây nhá, nó có cái phần hiện hoàn thành nhiệm vụ để xác minh tài khoản á, chứ không phải là xác minh danh tính đâu nhá. Xác minh tài khoản là các bạn hoàn thành như là join Telegram này hoặc là follow cái filter của Twitter của nó này đấy, thì nó cũng đơn giản thôi đấy. Thì mình sẽ tặng sự kiện này, các bạn làm cái này thì mình sẽ tặng cho mỗi bạn là 10.000 đồng token XNB đấy nhá. Thì các bạn vào nhóm, các bạn liên hệ cho mình rồi các bạn gửi ảnh nhé, gửi ảnh thì cuối tuần mình sẽ thanh toán một lần luôn rồi. Và video hướng dẫn của mình tới đây là hết, và cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Nếu các bạn thấy video này hay cho mình xin một like video và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.